Hello xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HVKT thì uh, video trước mình có hướng dẫn các bạn uh, đăng ký tài khoản 3733 rồi đó nếu mà hiện tình trạng như vậy thì chúng ta bỏ đi bấm vào đây. không thì các bạn xác minh tài khoản bằng à, tên và cái chứng minh nhân dân Trung Quốc là được. À, bây giờ chúng ta vào game. Còn Phần hướng dẫn tạo à, tài khoản thì mình sẽ để ở dưới ha. Đấy, đấy lý ra là mình mở tiếng đó nhưng mà tiếng nó dính có bản quyền nên mình à, không mở. Cái tiếng game này rất là hay ha Nhưng mà tiếc ngặt nghèo một nỗi là không có mua bản quyền được Kênh còn ít kinh phí quá mà Lượt xem không được 1000 nữa mà Hổng rài tuột view quá Game rất là hay nhưng mà nó cũng rất là lắc ha Rồi ở đây là mình chọn hai nhân vật ha Đây là xài đau giống Zoro nè Nhưng mà nó xài có một đao à Bên này là đánh Đánh xa rồi này nọ như Luffy vậy đó Rồi chúng ta đặt tên dài quá nó không cho hay gì vậy à tài khoản đó đã có người đăng ký lướt qua đi đó vô đánh đấm ha Cái tiếng game rất là hay ha Nhưng mà dính bản quyền nên không có mở được Dạo này cứ bị dính bản quyền bị déo liên tục Chắc mai chiều gì mình sẽ Gọi là gì ta Mai chiều làm thêm mấy cái clip Clip reaction hay là giả ngoại này nọ thêm quá Đấy Đầu game thấy cho chưa được 60 kim cương đúng không Nhưng các bạn cứ yên tâm game này free rất là nhiều ha Rồi, còn bạn nào mà muốn nạp game thì có thể inbox cho fanpage ha đây là tem cái cái tim đô đốc nè đó mặt luffy chúng ta đã thấy cái mặt luffy từ từ các bạn đừng hoảng hốt cứ chờ xem nó phi rất là ngon ha mình sẽ hướng dẫn các bạn từ a cho tới z z xong rồi chúng ta qua luôn hero ha bạn nào giàu nữa thì có thể mua ba số anh đồ này nọ ba số anh á đó. Ừ. Đó, qua mỗi ải là chúng ta được 10 kim cương đó bạn thấy gì không u súp nè đó. rồi đây là ao kỳ còn cái này là quên mẹ nó rồi cái này là tự nhiên quên luôn rồi ở đây là chỉ có mấy nhân vật đó thôi đây là anh em của zoro ha Quy gần 60.000 kim cương, 59.000 kim cương à, VIP 13 ha Nhưng mấy cái đó chỉ là vặt vảnh thôi Chúng ta đừng có quan tâm tới Chúc mình sẽ hướng dẫn các bạn đi uh, lấy thêm đồ lâu lắm rồi mới có một cái con game gọi là One beat thiệt luôn đó. game nó ra theo cái phong trào hay sao hồi đó. đó có mấy con game vua hải tặc đồ này nọ mà cái tự nhiên cái qua cái thời đó cái tự nhiên mấy con đó đi dẹp luôn mấy con game mobi nó không có như là mấy con game pc cái con pc là giờ cái con vua hải tặc đại hải trình đó nó vẫn còn đó lúc trước vua hải tặc có mấy bản đụ đụ cái này đánh nè đánh với uh, Kaido đô nè các bạn chúc mình sẽ hướng dẫn các bạn uh... nhận Kaido đô ha Nè ivan nè đó, còn này là vua bóng tối razer gì nè siêu phụ của luffy cái này là ra nhiều bạn cũng kêu mình làm game one bit này lắm rồi nhưng mà vô tình bữa nay thấy nữa rồi xong hết phần hướng dẫn ha bây giờ chúng ta đi dạo lượm đồ nè đó đây thì quà đăng nhập 7 ngày ngày thứ bảy thì chúng ta sẽ có cái rương ha rương này thì mở ra có hai cái rương đây là trong rừng sẽ có rất là nhiều nhân vật chứ không phải là hai con này ha nhưng mà hai con này là mạnh nhất đó là vua hải tặc Roger gì nè, đó và Ray đó, vua bóng tối Hiền phó và hiện trưởng của băng vua hải tặc. Còn kim cương thì ở đây nó cho ít lắm các bạn. Chúng ta không bàn tới kim cương. Còn đây là quà nạp mỗi ngày. này là quà online hay cái gì á hay là quà hăng cấp gì á không quan tâm tới ở đây là gì đây Ồ nó lắc nó quay kìa. Nói chung là đây là một điều mừng đối với tất cả fan One Piece Vua Hải Tặc ha. Lâu lắm rồi mới có lại một con game mà Vua Hải Tặc mặc dù lúc trước cũng có một con Mai chị mình up lại một con đó cho các bạn. Con đó cũng cũ rồi nhưng mà chơi cũng rất là phê. Đây là quà 7 ngày. Mấy cái đường dưới này là nạp mới có nha các bạn. ghét quay video buổi tối thì nè, đó 60.000 kim cương rồi kìa. đây mấy cái này là nạp mới có. Đây là nhiệm vụ đây là nhiệm vụ luôn Đây chúng ta mua cái này ha Còn Mà cái này hỏi mua đâu Hỏi mua hỏi mua nha các bạn, đừng có mua tốn tiền 5 ngàn lận Đừng có mua nó phí lắm Mấy cái này chúng ta không mở xem được nên bỏ qua một bên Đây chúng ta có quà gì nè, mở Chúng ta phải mở hết quà ha À, đây được uh, con uh, con gì con vv và người yêu của nó đó. rồi hết ha à, chúng ta còn một thẻ mở tướng ở đây thì tướng cùi lắm này tướng ở đây không có gì ngon ha tướng ở đây ngon nhất là Funky nè đó và y chứ Robin, Rob, Rock, rồi Usup, rồi Chopper, rồi đây là Zimbe. Bản này là cập nhật bản mới nhất luôn rồi nha các bạn. Hết đồ, bỏ chi hai cái đứa vậy mất hết 1.000 kim cương rồi bấm nhầm bấm nhầm rồi bây giờ chúng ta tới phần quan trọng nè đi vào đây cái nó nhận không được đâu cái này là quà nạp bỏ qua luôn quà nạp bỏ qua luôn này cũng quà nạp này cũng quà nạp rồi đấy này là này ăn cũng không được nữa phải nạp 30 tệ vô mới ăn được gói trưởng thành gói trưởng thành là được 158.000 gần 106 kim cương á đây không biết cái gì đây là mấy cái túi gì cô không biết luôn đây là những cót Đây là cái gì không biết luôn. Đây. Đây là quà online nè. Ngày thứ nhất nhận nè, ngày thứ hai, thứ ba nè, đó, ở đây mới nhiều kim cương nè ha. Các bạn nào muốn kiếm kim cương thì vào đây ha. Rồi Ngày thứ nhất 2 ngàn Ngày thứ Ngày thứ nhất 2 ngàn Ngày thứ 2 là 4 ngàn Ngày thứ 3 là 6 ngàn ha Ngày thứ tư là 8 ngàn đó thứ năm 10 ngàn thứ sáu nè 30 ngày là 80 ngàn nè

qua wow, online là gần 300, 300.000 kim cương. Rồi, bây giờ mình hướng dẫn các bạn đi nhận đồ nè. Đâu rồi? Đây, phần quan trọng, code. Bấm vào đây. Xuống đây. Ở trên này uh, nạp 5 500 uh, gì, 5 uh, 500 tệ thì sẽ được nhận cái này. 1 ngàn tệ thì sẽ được nhận cái này, còn chúng ta không quan tâm, chúng ta ở đây. Rồi mỗi cái tài khoản nó có một cái mã code khác nhau ha. Rồi nó hiện cái bảng này là ok ha. Ra cho các bạn xem nè. Đó, có là nó nằm ở đây nè nha các bạn cái rương ở giữa nè Đó, mã code là được nhiêu đây nè ha. Rồi mình sẽ nhận hết. Rồi không còn gì nha. Bây giờ chúng ta vào đây. Code đó chỉ là code lẻ thôi ha. Bây giờ chúng ta sẽ nhận code lớn hơn nè. cái cốt mà mắc tiền nhất là nằm ở cuối ha nhưng mà chúng ta khoái ăn là từ trên đến dưới tổng cộng là chúng ta có 6 mã có 5 mã cốt ha chúng ta ăn đều từ trên xuống dưới ha tránh bỏ lỡ một cái mã nào Rồi chút mình sẽ chụp lại cái bản đó ha Rồi bạn nào nếu mà nhập được cái mã đó thì ăn được cái mã code này thì nhập ha Còn không được thì có thể vào cái chỗ này mà nhận mã code ha Kiểm tra lại coi còn gì không, không hết rồi Đây chúng ta nhìn nè Đó từ từ nè quà hấp dẫn nè Đây nè Đây nè Từ 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 Đó thấy gì chưa Đó Ray và Roger đó, vua hải tặc rồi chúng ta vào mở nè chỉ có được một rương duy nhất chúng ta chọn ai đây chọn ai đây chọn ở trong đi rương số 2 đi đâu rồi đâu rồi đây đó đu ở đây khó chọn quá có nên chọn Zoro không đây Zoro nè à, bố già đó bố già đủ đâu rồi à, bấm vào ổng là mất mẹ nó cái hình rồi dragon dragon không chọn đâu rồi uh, sengoku cũng không chọn luôn chắc chọn uh, chọn ai ta chọn ai ta khó chọn quá rồi chọn hiền viên uh, chọn zoro đi cũng hâm mộ zoro hơn bố già Cái gói số 1 là có hình như là có ray chứ Ờ à, đúng rồi gói số 1 ngon hơn à. Quên Đây là cái gì đây mở ra lâu quá Đó, full bộ vàng ha Phải Đó, ở đây là sẽ có gói Mình sẽ mở hết 6, 4 cái gói cho các bạn xem Một gói này Hai là gói này Ba là gói này Bốn là gói này Còn không? Không, hết rồi Đây, chúng ta có bốn gói ha Mình mở cho các bạn xem gói một có gì đó, có một là có uh, sanji, franky, nami, uh, Chopper, usopp, Brock, rồi uh, robin, Jinbe. Đó, Zimbe nè giờ thuộc chủ quyền của uh, nhóm mũ rơm này ha, chúng ta chọn uh, này đi san sanji rồi team uh, này là team hải quân đó. Team Hải quân gồm có Small nè. Smoke có. Đó. Cánh khói Rồi cái này là gì quên rồi. Á à, tự nhiên quên rồi. Thằng này Aoki. À nhớ rồi. Ông này là Akainu. Đó. Thằng này là Aoki. Con này bà già này quên rồi. Con nhỏ này là xe cái gì. Sa sa xe sen gì quên mẹ nó ơi ông này là chủ ngục gì đó còn ông này là hổ tím đó đây ông mù đó còn đây là kizaru chọn này đi khóa chọn mù ha rồi ở đây chúng ta là có các bạn nhìn vô là các bạn biết là mình chọn ai liền đúng không những nhân vật này hỏi người nhắc tới rồi chúng ta sẽ chọn sabo Đồ Cái tim này mới ngon lành nè à. Ôi rồi ôi tứ hoàng kìa cai đô Còn hai cái chắc chọn luôn băng của tứ hoàng quá Mặc dù đây chỉ là tướng vàng thôi ha Đó xong chúng ta chọn big Bigmum á Xong rồi chúng ta sẽ chọn râu đen Mặc dù phản diện nhưng mà anh ấy rất là mạnh ha rồi ở đây là tất nhiên chúng ta sẽ chọn là Anh lô rồi Rồi là em ta chọn hết để coi nó ra tướng gì đây Đây có đồ ha Đó và tướng Em này hồi nãy không chọn giờ nó ra nè Đó ở dưới này rương cũng nhóc Đu, có được một rương vàng Rương vàng ra gì đây Ồ hiếu, hiếu ấy rồi Không có uh, Không có chìa khóa để mở Rồi vô sắp đội hình đó, Anh Zoro Hy sinh đó. để chốt mình uh, Mở một cái lập một cái ạt Mình mở cái gói kia cho các bạn xem Cho các bạn biết đường mà lựa Đó, Zoro nè ha. Chúng ta sẽ chọn ai? Chọn anh này đi. Sabo, đó. Level 10. Má chọn nhiều đã đợi giờ nó chọn cho đẹp thôi chứ giờ có xài hơn hết đâu. Các bạn đừng có giống như mình nha. Mình chọn là mình chọn hết cho các bạn xem ha. Các bạn xem lại các bạn muốn xài con nào xài ha Chứ chọn như mình là không có mảnh để mình nâng cấp nó lên đâu Cũng không có được kích duyên luôn ha Rồi con này là mình hướng dẫn toàn tập cho các bạn ha Coi coi là mở rương nào ok, nhận rương nào ok ha Đó Hướng dẫn hết cho các bạn con này rồi đó Tại vì nhiều bạn hổm rài là yêu cầu mình là làm một con one bit Vua hải tập cường quá hả gì đây quay ra chúng ta sẽ đây có trái ác quỷ nữa nè Đây vậy truyền nhẫn gì nè. Đó. Áo. Đây là vũ khí. Đó, cái tay của cái hàng, cái hàng gì, cái hàng gì cá sấu. hướng dẫn toàn tập cho các bạn rồi ha bạn thấy hay thì có thể like và share video này cho nhiều người biết ha cho nhiều bạn biết xe mấy cái group đồ ở trên Facebook đồ nhiều nhiều vô cho những bạn đó ủng hộ kênh mình đồ ha cũng như là biết đến con game này ha mình biết là ra tới server 160 mấy rồi là chắc cũng nhiều bạn biết lắm rồi mình cũng là một người đến sau thôi nhưng mà cứ giới thiệu đi cho những bạn nào chưa biết thì chơi Tại vì mình biết là fan của One Piece là cũng nhiều lắm Đây là tính năng đầu vàng nè ha, đánh boss giết là giết boss là có vàng vậy nè, Đó. berry chứ không phải là vàng ha ở đây có kim cương nè đó quay miết thấy chán gì chứ rồi chúng ta đánh tiếp sắp tới trùm cuối rồi coi trùm cuối nó có gì đó trùm cuối nè ủa không có gì hay lắm ha, chúng ta có thể bỏ qua ha mà bấm cái này nè bấm bỏ qua mình đang farm map ha để cho nó lên cấp lên cấp lên cấp đây farm thì cũng được nhiều món ghê các bạn em chính rồi, làm cái nữa cho lên 30 coi. Lên lên 30 nè. Lâu vải. Rồi các bạn với nhiều bạn cũng đang hắc mắc là VIP 13 này là có cái gì ha Những video này thường thường là mình sợ không có thời gian nên mình thường hay là quay trước xong rồi mới phát trực tiếp Nên nhiều bạn kêu mình là tương tác mình cũng gán mình tương tác nhưng mà cố gắng hết sức đồ farm ra đồ đồ, đồ 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 tím luôn kìa các bạn vải chưa chuyện gì vậy chuyện gì vậy mục tiêu của mình là chỉ mở mấy cái này thôi đó xài có hết đâu đây là có hai bốn năm con nhưng mà trong khi đó là ở ngoài chỉ còn có 3 chỗ Tất nhiên là mình sẽ đem Sanxi ra Và ai một người nữa rất là đẹp trai Đó, Kaido đô Mon là kích dòng được cho ai đây, không biết luôn Đây đồ chúng ta mua gì đây nè đó, Mua rương gì tùm lum nè Cũng Đây là rương VIP nè ha Đó VIP 0 VIP 1 Đó tới cho tới VIP 13 là nằm ở đây nè ha Đó là qua VIP nè đó Chẳng có gì ngoài tốn tiền thôi rồi, video tới đây thôi Chào tạm biệt tất cả các bạn à. Hẹn các bạn vào video tiếp theo Này là leo tháp Này là cướp đồ Này gì đây, đấu trường hả vậy mà chết kìa thôi bye bye các bạn chào tạm biệt ha hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhớ like và share video này cho nhiều bạn biết nha cũng như là nhớ ủng hộ kênh mình nha tết rồi bạn nào có muốn lì xì hay là ủng hộ gì cho kênh thì có thể inbox trực tiếp cho fanpage ha Cảm ơn các bạn trước luôn và cảm ơn những bạn mà đã ủng hộ kênh trong thời gian qua cũng như là Năm vừa qua ha Ở đây là quà level nè Cái này là cái ạt test thôi nên mình sẽ mua luôn cho các bạn xem Đây Không có gì hết Mua cái này là phí phạm 5.000 rồi tất cả là mình đã test hết cho các bạn rồi ha Ở đây là quà online Này là quà cấp Rồi anh nào có tiền thì bỏ 30 tệ vô mua gói trưởng hành này ha Đâu rồi Đây gói trưởng thành này 30 tệ 30 tệ level 20 Thì cũng nhận được khoảng 30 ngàn nữa Ủa Đâu được có 3 ngàn vậy ba Chua lắm Chua lắm các bạn ơi Thôi bye bye chào tạm biệt các bạn ha Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Bye bye cái con UC sẽ đau những cái link game này nọ đau file gì nó dễ hơn ha ở đây mình sẽ lấy một cái file uh, phi tiên 1 tỷ 2 hôm qua để làm ví dụ ha Đó, kéo xuống ở đây có phần ấy nè ha nó kêu chọn đèn giao không địt mạ nó lỡ bấm vô mấy con nhỏ rồi quay lại ha bấm vô đây nó kêu chọn chọn gì chắc chọn cái cọ hay gì à, xe hơi mà xác minh này nọ thì xuống ha bấm vào cái link dưới này ha bấm một lần thì nó sẽ nhảy qua một cái link mới nếu mà nó nhảy tab thì các bạn lên đây nè bấm bỏ cái tab bên kia ha để là cái tab uh, thôi ha giờ ở đây là chúng ta chờ tiếp ha rồi xuống không dây kéo xuống dưới này bấm vào lấy link nếu nó không nhảy qua tab mới á, thì các bạn cứ để như vậy ha còn đây là đâu và cái file nè ha đó xuống kéo xuống đây tiếp tục chờ ha chờ xong rồi bấm vào đây đó chờ đủ không dây bấm vào này nó kêu gì vậy? đèn giao thông ở đây làm gì có đèn giao thông trời rồi sau không xác minh xong không hỏi là robot thì các bạn kéo xuống ha tạo đường link nè bấm vào rồi bây giờ chúng ta hết rồi ha kéo xuống bấm vào Đó, lấy được link ha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.